Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy chiếu chuẩn Full HD đang được người sử dụng Việt Nam tìm kiếm và sử dụng rất nhiều ở trong các cái phòng chiếu phim gia đình cũng như là trong các cái phòng chiếu phim kinh doanh, phim HD 3D và cũng có thể sử dụng ở các cái phòng họp, phòng hội thảo cao cấp. Trong một số trường hợp thì khách hàng cũng có thể sử dụng ở trong các cái lớp học dạy tiếng Anh hoặc là ở các cái trường học để kết hợp dạy học. Mẫu máy chiếu tôi xin giới thiệu với các bạn ở đây là BenQ MH534. Đây là một trong những mẫu máy chiếu Full HD với cường độ sáng cao và có nhiều cổng kết nối, đặc biệt là cái độ bền của máy rất là tốt và tuổi thọ bóng đèn khá cao với chế độ bảo hành lên đến 24 tháng, giúp khách hàng luôn yên tâm khi sử dụng. Máy chiếu BenQ MH534 có cường độ sáng là 3500 lumen, độ phân giải chuẩn là Full HD 1920x1080 và hệ số tương phản là 30.000:1. Về các cái cổng kết nối, các bạn thấy được từ phía bên trái sang qua có đầy đủ các cổng, bao gồm cổng USB mini, cổng monitor out, hai cổng computer in cho phép các bạn kết nối nhiều máy tính hoặc là laptop cùng lúc, hai cổng HDMI và không loại trừ hai cái cổng video và S video cũng được tích hợp đầy đủ. Ngoài ra máy có được thiết kế thêm hai cái cổng audio in và audio out cho phép chúng ta có thể lấy tín hiệu âm thanh vào hoặc là xuất tín hiệu âm thanh ra một cái loa di động hoặc là một cái dàn âm thanh khác của chúng ta. BenQ MH534 được thiết kế với màu trắng chủ đạo, trông rất là sang trọng. Cái vỏ được thiết kế với các lớp vân chống chày và chống bám vân tay rất là tốt. Trong khi chúng ta mang đi hoặc là di chuyển nhiều thì nó không để lại các cái dấu vân tay trên thân vỏ, không làm cho vỏ nó bị dơ. Đặc biệt vỏ được thiết kế khá là dày, giúp trong trường hợp mà nó có va chạm nhẹ thì máy cũng không bị ảnh hưởng đến những linh kiện bên trong. BenQ MH534 có tuổi thọ bóng đèn tối đa là 10.000 giờ và bóng đèn sử dụng bóng chính hãng của hãng Osram. Đây là một trong những hãng sản xuất bóng đèn nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Như các bạn đã biết thì trong quá trình hoạt động thì cái độ ồn của máy chiếu là nó khá quan trọng. Trong trường hợp thì chúng ta sử dụng ở trong những phòng chiếu phim hoặc là những phòng họp nhỏ thì độ ồn nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của hoặc là những cái tiếng ồn xung quanh, sẽ làm ảnh hưởng đến cái không gian chung của chúng ta. Trong BenQ MH534 có độ ồn khá thấp với khoảng dưới 30 dB, do đó trong quá trình hoạt động nó ít phát ra tiếng ồn cũng như là cái nhiệt độ nhiệt lượng tỏa ra khá là ít, không ảnh hưởng nhiều đến cái không gian của chúng ta trong trường hợp mà chúng ta sử dụng ở trong những phòng họp có diện tích vừa và nhỏ. Với độ phân giải khá cao lên đến Full HD 1080p thì máy chiếu BenQ MH534 có thể sử dụng để xem phim HD hoặc là phim Full 3D từ các cái đầu phát Full HD hoặc là đầu phát Full 4K. Thì hôm nay tôi sẽ xin phép các bạn được trình diễn hình ảnh thực tế từ một cái đầu phát 4K để chúng ta cùng xem và cảm nhận cái chất lượng hình ảnh được trình chiếu lên từ dòng máy chiếu cao cấp này. Và đây là cái giao diện được trình chiếu lên trực tiếp từ cái máy chiếu BenQ có kết nối với cái đầu iMac 3D. Chúng ta có thể kiểm chứng cái độ phân giải của máy chiếu bằng cách là chúng ta bấm phím menu, sau đó chúng ta vào cái mục Information, cái biểu tượng bên phải cùng của màn hình. Chúng ta có thể kiểm tra được cái độ phân giải, tần số quét cũng như là số series kèm theo cái chế độ bóng đèn của máy. Thì tôi sẽ tiến hành mở thử một cái phim trên cái đầu phát này để chúng ta cùng xem và đánh giá chất lượng hình ảnh được trình chiếu từ dòng máy chiếu BenQ MH534. Hiện tại tôi đang quay bằng cái iPhone X, do đó là chúng ta có thể khi chúng ta xem trên màn hình chiếu lên thì chúng ta có thể thấy những cái gợn sóng gạt lên xuống, thì cái đó là do cái độ nhiễu của cái màn hình. Còn thực tế thì hình ảnh trình chiếu rất là đẹp. Thì đánh giá chung mà nói thì cái hình ảnh được trình chiếu lên từ dòng BenQ MH534 này có độ tương phản nó khá sâu và độ phân giải cao, do đó chúng ta coi được cái hình ảnh nó cảm nhận được cái độ nét rất là tốt. Để tùy chỉnh các thông số đến hình ảnh, chúng ta có thể vào cái mục picture này, tùy chỉnh các thông số liên quan đến chế độ hình ảnh cũng như là độ sáng, độ tương phản theo cái ý thích của chúng ta cũng như là theo cái không gian, cái phòng mà chúng ta setup cái máy chiếu và cái màn hình sao cho nó phù hợp với cái khả năng cảm nhận của mỗi người. Dòng máy chiếu BenQ MH534 ngoài khả năng trình chiếu phim Full 3D với chất lượng cao, chúng ta cũng có thể xem phim 3D
bằng cách là chúng ta tùy chỉnh các cái thông số trên đầu trực tiếp trên cái đầu phát 3D, hoặc là chúng ta có thể chỉnh trực tiếp ở trên máy chiếu. Tôi sẽ tiến hành tôi mở một cái phim 3D để chúng ta cùng xem và đánh giá. Phần lớn những định dạng phim 3D trên thị trường hiện nay là đều là dạng phim 3D side by side, tức là khi chúng ta chiếu lên thì nó có hai hình bên trái và bên phải. Đây, khi chúng ta mở lên một cái định dạng phim side by side thì các bạn thấy hai khung hình bên trái và bên phải nó giống nhau hoàn toàn. Tôi sẽ tiến hành tôi thao tác ở trên cái máy chiếu để tôi chập hai cái hình này lại để chúng ta có thể xem một cái phim 3D. Chúng ta bấm menu và chúng ta đến cái mục đầu tiên là mục display, sau đó kéo xuống cái menu dưới cùng là 3D. Ở cái mục 3D mode này chúng ta ấn OK, sau đó chúng ta chọn là 3D side by side, sau đó chúng ta ấn OK tiếp thì hai cái hình ảnh khi đó nó sẽ chụp lại một. Và bây giờ chúng ta để xem được phim 3D thì chúng ta cần phải đeo kính vào để chúng ta xem. Cái màn hình điện thoại của tôi nó sẽ hơi nhiễu, nhưng mà thực tế thì nó không bị, trên thực tế thì nó không bị nha các bạn. Thì cái bước này coi như là tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xem phim 3D thôi, còn hiện tại là quay bằng cái điện thoại thì nó hơi rung. Và cuối cùng có thể nói rằng trong thời điểm hiện tại chúng ta có rất nhiều lựa chọn những cái mẫu máy chiếu sử dụng cho giải trí cũng như là xem phim, xem bóng đá ở trong gia đình, nhà hàng, quán cà phê. Thì việc lựa chọn một cái thương hiệu nào đó với chất lượng tốt, độ bền cao và quan trọng nhất là chế độ bảo hành và hậu mãi là một điều cực kỳ quan trọng. BenQ là một trong những cái thương hiệu và tên tuổi đã được khẳng định ở Việt Nam trong những năm gần đây với chế độ bảo hành rất nghiêm túc, đặc biệt là cái máy chiếu, hầu hết những cái máy chiếu thương hiệu của BenQ thì cái độ bền khá là tốt và độ ổn định rất là cao. Do đó là những người mà đã từng sử dụng một thương hiệu BenQ rồi, người ta rất là thích cái lựa chọn dòng máy này. BenQ MH534 hiện tại được phân phối và bảo hành chính hãng bởi công ty máy chiếu VNPC. Và khách hàng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ là vnpc.com.vn để tham khảo thêm các thông tin cũng như là những chương trình khuyến mại về dòng máy chiếu cao cấp này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn khách hàng và các bạn đã cùng tôi theo dõi video này. Các bạn có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc có nhu cầu cần mua sản phẩm, vui lòng để lại những comment hoặc là tin nhắn phía dưới, nhân viên chúng tôi sẽ gọi lại ngay. Xin cảm ơn, chào và hẹn gặp lại.